Xin cảm ơn chị Hoài Anh đã chia sẻ về các thông tin về trường VinUni cũng giống như là thông tin tuyển sinh về trường. Em xin chào các quý vị đại biểu, các anh chị đại diện đến từ VinUni và Summit, các cô chú phụ huynh cũng như là các bạn học sinh. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Như Thắm, là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh, viện kinh doanh và quản trị tại VinUni. Em sẽ là người điều phối phần hỏi đáp hôm nay. Em xin mời tất cả các cô chú phụ huynh và các bạn học sinh có quan tâm đến VinUni, chúng ta cùng đặt câu hỏi qua phần hỏi đáp ở trong Zoom. Và cùng tham gia với em trong phần hỏi đáp này, em xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Lê Duy Dũng và tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, là giảng viên của Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính tại VinUni ạ. Em cũng xin giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Hoa Huyền, là giảng viên của chương trình cử nhân điều dưỡng Viện Khoa học Sức khỏe, và chị Nguyễn Hoài Anh, giám đốc tuyển sinh và marketing, người vừa chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích về VinUni cho mọi người. Đây là một cơ hội rất là quý giá để mọi người có thể tìm hiểu rõ hơn về VinUni, cho nên em mong là em có thể nhận được nhiều câu hỏi đến từ đến từ mọi người ạ. Và em đã thấy hiện tại có một vài câu hỏi đến từ các người tham gia. Câu hỏi đầu tiên là Đại học Penn và Cornell có liên quan gì đến việc cấp bằng tốt nghiệp của VinUni không ạ? Trong câu hỏi này, cho em có thể Được hỏi chị trả Hoài lời. Anh được không ạ? Dạ vâng. UPenn và Cornell thì là đối tác chiến lược của VinUni trong việc xây dựng và thiết kế chương trình và đồng hành với VinUni trong nhiều các cái khâu liên quan tới về research. Chúng tôi cũng có rất là nhiều cái hợp tác với cả hai trường này. Tuy nhiên thì về bằng cấp ấy, thì bằng cấp của VinUni là sẽ do VinUni cấp, và VinUni cũng là một trường đại học thuộc hệ thống các trường được quản lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam. Thành ra là chúng tôi không có cái dạng như là song bằng kiểu cả hai bên cùng ký, nhưng mà cái chương trình 3 cộng 2 và 4 cộng 1 như chúng tôi chia sẻ bên trên ấy, thì nó là chương trình là ví dụ như sau 5 năm các bạn ý sẽ có vừa có bằng cử nhân được cấp bởi VinUni và bằng thạc sĩ được cấp bởi trường đối tác, thì cái phần bằng đấy nó cũng sẽ là độc lập với nhau. Dạ, em xin cảm ơn chị Hoài Anh. Một câu hỏi khác đến từ phụ huynh là sinh viên y tại VinUni có thể thi USMLE không? Tôi thấy trường chưa có trong danh sách World Directory of Medical Schools. Theo em được biết thì cuộc thi USMLE là cuộc thi cấp bằng y tế tại Hoa Kỳ, dạ, cấp giấy phép y tế tại Hoa Kỳ. Vậy thì câu hỏi này cho phép em được hỏi tiến sĩ Nguyễn Hoa Huyền, được không ạ? Theo thông tin mới nhất mà tôi nhận được từ Viện Khoa học Sức khỏe của VinUni thì VinUni đã có đăng ký xong thành công việc là nằm trong danh sách của World Directory. Tổ chức thì họ sẽ sớm cập nhật cái danh sách này, và như vậy thì các bạn tốt nghiệp từ VinUni thì sẽ eligible để tham gia kỳ thi chứng chỉ USMLE. Dạ vâng, đây đây có lẽ là một một thông tin rất là bổ ích cho tất cả những bạn có quan tâm đến chương trình y tại VinUni. Một câu hỏi khác em xin được phép hỏi chị Hoài Anh, đó là khi khi apply hồ sơ nhưng mà bạn học sinh lại có GPA không quá xuất sắc và cũng không những có hoạt động nổi trội, những giải thưởng nổi trội về học thuật, thì liệu bạn học sinh đó có cơ hội giành học bổng bởi những hoạt động ngoại khóa và bài luận cũng như là CV của bạn được không ạ? Như chúng tôi cũng đã chia sẻ ban đầu thì cái review của VinUni thì nó sẽ là một cái nhìn rất là toàn diện, bao gồm cả những cái hoạt động về học thuật, cả những hoạt động về phi học thuật của các bạn nữa. Thành ra cũng có thể có những bạn mà có thể cái điểm GPA của bạn ấy không quá rất là xuất sắc, nhưng mà bạn ý lại có rất là nhiều những cái hoạt động chúng tôi gọi là non-academic, nổi nổi bật, và bạn ấy có những rất là nhiều những cái tố chất, ví dụ như là về leadership rất là tốt, hay là những cái hoạt động của bạn ý có thể tạo được những cái tầm ảnh hưởng rất là tốt trong 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 cộng đồng, và giúp ích được rất là nhiều cho cộng đồng chẳng hạn, thì chúng tôi cũng sẽ có thể lại được chúng tôi đánh giá cao. Thế thành ra là cái này nó sẽ là một cái đánh giá rất là toàn diện, và lời khuyên của tôi là
Bạn cứ nộp hồ sơ, cứ mạnh dạn nộp hồ sơ, tại vì bản thân mình phải chính mình cho mình cái cơ hội và mình tin tưởng rằng là mình xứng đáng với cơ hội đó. Thì khi đó bạn mới có thể thuyết phục được người khác tin rằng là bạn sẽ có thể trở thành một người thành công. Và vì vậy cho nên nó sẽ là một cái gọi là cơ hội và mình cứ nắm bắt thôi, cứ cố gắng hết sức. Còn sau khi nộp hồ sơ mà có được những cái kết quả như thế nào thì nó cũng là một cái thêm một cái thông tin cho bản thân mình về 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 những gì mà mình cần phải cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Thế thành ra là các bạn cứ nộp hồ sơ đi thì các bạn sẽ có thêm được rất là nhiều cái kinh nghiệm cho bản thân mình. Dạ vâng, em cũng muốn chia sẻ thêm một chút về trải nghiệm cá nhân của em. Bản thân em đã apply VNUni trong năm vừa qua và em không phải là một người quá mạnh, quá giỏi về mảng học thuật. Em không có các giải thưởng quốc gia quốc tế giống như nhiều bạn khác. Tuy nhiên em vẫn nhận được học bổng 100% tại VNUni. Em nghĩ là một phần lớn là nhờ quá trình tuyển sinh của VNUni rất là toàn diện. VNUni không chỉ đánh giá mặt học thuật mà còn những khía cạnh khác của các bạn học sinh nữa. Thế nên em cũng muốn gửi gắm là các bạn học sinh hãy tự tin lên, hãy nếu như các bạn cảm thấy là các bạn có mong muốn được học tại VNUni thì cứ mạnh dạn apply và em tin là nếu mà chúng ta có quyết tâm thì chắc chắn sẽ có cách để thực hiện giấc mơ đấy của mình. Có một câu hỏi nữa em xin phép hỏi thầy Dũng là học phí ngành khoa học máy tính là bao nhiêu và thời gian học ngành khoa học máy tính là bao lâu ạ? Về câu hỏi về học phí thì chắc có thể mình sẽ nhờ chị Hoài Anh giải đáp giúp. Còn chương trình đào tạo ngành cử nhân của ngành khoa học máy tính thì nó sẽ kéo dài trong 4 năm. Tuy nhiên là mình sẽ có những chương trình fast track và các bạn có thể nhận được bằng master nếu các bạn join các cái chương trình fast track như là 3 cộng 2 hay là 1 cộng 1 sau này. Thì đấy là câu trả lời của mình. Học phí của VNUni đối với cả ngành các cái ngành đào tạo bậc cử nhân ngoại trừ cử nhân điều dưỡng thì là 35.000 đô một năm, cỡ là khoảng tầm hơn 800 triệu một năm. Nhưng mà tất cả các bạn trong năm liên khóa đầu tiên thì các bạn sẽ đều được giảm 35% học phí. Thì nếu như sau khi giảm 35% học phí thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 500 triệu một năm. Tí nữa thì tôi xin nhờ bạn Khánh Linh ở team của admission các bạn, bạn có thể post vào cái phần chat box một cái calculator học phí của VNUni á. Cái phần mềm này thì do các bạn sinh viên của viện kỹ thuật khoa học máy tính tự code, thì các bạn có thể lựa chọn cái chương trình đào tạo này, lựa chọn là học phí theo kỳ hoặc theo năm này, và lựa chọn cái mục tiêu mà các bạn đạt được, ví dụ như bạn mục tiêu là bạn học bổng 90% hay mục tiêu bạn được financial aid 70% chẳng hạn, thì bạn tự gõ vào đấy thì nó sẽ ra một cái bảng chi phí mà các bạn sẽ học phí mà các bạn sẽ phải trả theo từng kỳ và từng năm như thế nào. Thì lát nữa Linh có thể post vào cái đường link chat cho mọi người có thể tính cái phần đấy rất là dễ. Đấy là phần học phí của các ngành khác ngoại trừ cử nhân điều dưỡng. Còn riêng đối với cử nhân điều dưỡng thì chúng tôi đang có một cái chính sách ưu đãi đặc biệt cho chương trình cử nhân điều dưỡng, thì đó là một cái chương trình mà chúng tôi rất là muốn có thể tuyển được nhiều sinh viên đào tạo để trở thành những người gọi là dẫn dắt cái phần về cử nhân điều dưỡng tại Việt Nam. Thì hiện tại học phí của chương trình cử nhân điều dưỡng là 15.000 đô cho một năm. Thì cho nên là sau khi mà giảm trừ đi 35% học phí thì nó cũng là một cái mức học phí rất là tốt và rất là ưu đãi. Thành ra đấy cũng là một cái điểm rất là lưu ý cho những bạn mà muốn quan tâm tới cái ngành khối ngành khoa học sức khỏe. Tôi cũng thấy có một câu hỏi liên quan tới học bổng thì sẽ được cấp toàn bộ hay là như thế nào. Thì học bổng cũng như hỗ trợ tài chính của VNUni thì đều là cấp cho toàn bộ quá trình học, và khi chúng tôi cấp thì chúng tôi cũng đã dự trù cái khoản này để cấp cho các bạn trong suốt quá trình các bạn theo học tại VNUni. Tuy nhiên thì chúng tôi không muốn rằng là các bạn sẽ mất đi động lực học tập khi nghĩ rằng là đằng nào em học như thế nào em cũng sẽ được 100% học bổng rồi, nên là em muốn học như nào thì học. Thế thì luôn luôn chúng ta sẽ có một cái điều kiện để duy trì, nhưng cái điều kiện này tôi thấy rằng là nó là một cái điều kiện mà nó hết sức là không phải là cái gì để đánh đố các bạn cả, mà chỉ là cái điều kiện để cho các bạn có cái động lực cố gắng thôi. Vì những cái điều kiện mà duy trì học bổng hỗ trợ tài chính thì chúng tôi cũng có công khai toàn bộ trên website của VNUni, các bạn có thể vào đó để xem. Tí nữa bạn Linh ở bộ phận admission cũng có thể copy cái đường link đó vào chat box
Nhưng mà ví dụ trả lời sơ bộ chẳng hạn, ví dụ như học bổng 90% của Vinuni đi, thì cái điều kiện để duy trì là GPA 2.5 trên 4. 2.5 trên 4 thì nó chỉ là ở mức mức gọi là trung bình thôi, nó không có gì là đánh đố cả. Thế thành ra là các bạn cũng yên tâm là chúng tôi không phải là cho bổng một năm sau đó thì sẽ tìm mọi cách để các bạn không còn được học bổng hay là không còn được hỗ trợ nữa, mà chúng tôi rất là tạo điều kiện cho sinh viên. Và chỉ mong là có một cái điều kiện rất là cơ bản để cho các bạn cố gắng nỗ lực mà không mất đi cái động lực học tập của mình. Còn đối với hỗ trợ tài chính thì chúng tôi cũng phải làm rõ là hỗ trợ tài chính của VNUB là hỗ trợ không hoàn lại. Nên đây không phải là chương trình vay hay là gì cả, mà hoàn toàn là hỗ trợ không hoàn lại. Và thậm chí các bạn khi mà được hỗ trợ tài chính cũng như được học bổng của VNUB thì chúng tôi cũng hoàn toàn không có cái ở bậc cử nhân nhá, là chúng tôi cũng không có cái yêu cầu ràng buộc là sau này các bạn phải làm cho Vingroup hay là như thế nào cả, mà đấy thực sự là những cái đóng góp của Vingroup dành cho cái thế hệ tương lai của Việt Nam và cả cho thế giới nữa. Hiện tại sắp tới chúng tôi cũng sẽ mở rộng tuyển sinh quốc tế với mong muốn là sẽ tạo nên một cái môi trường đa văn hóa với rất nhiều các bạn sinh viên từ nhiều quốc gia khác nhau để mới viên dung đi. Thì đó là câu trả lời cho câu hỏi về học bổng. Còn cái chương trình 3 cộng 2 hay 4 cộng 1 chẳng hạn thì mọi người có hỏi là học phí như thế nào ấy, thì cái phần học tại Vinuni, quá trình học tại Vinuni thì các bạn sẽ trả theo học phí như tại Vinuni. Còn đối với cái phần thời gian mà các bạn học thạc sĩ tại trường đối tác, ví dụ như là nếu mà là 3 cộng 2 thì là 2 năm tại trường đối tác, hoặc là 4 cộng 1 thì là 1 năm tại trường đối tác, thì cái phần mà các bạn học tại thạc sĩ tại trường đối tác thì các bạn sẽ nộp học phí cho trường đối tác theo chính sách học phí của trường đối tác, là sẽ không liên quan gì đến cái phần phần học phí của mình cả. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Hoài Anh. Một thông tin em được biết là financial calculator của VinUni là do hai bạn họ sinh viên VinUni tự thiết kế. Đó là một thành tích em tin là rất là đáng tự hào, bởi vì là không phải bạn học sinh nào cũng có thể làm được điều đó khi mà chỉ vừa là học sinh viên năm nhất tại VinUni thôi. Và hiện tại các bạn là sinh viên năm hai. Có một câu hỏi nữa em xin phép hỏi 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 cô Nguyễn Hoa Huyền là ở VinUni Viện Sức Khỏe có đào tạo chuyên ngành tâm lý học không ạ? Hiện tại thì Viện Khoa học Sức khỏe đang có 3 chương trình đào tạo. Thứ nhất là chương trình cử nhân điều dưỡng đào tạo trình độ đại học, chương trình bác sĩ y khoa là chương trình trình độ đại học, và chương trình bác sĩ nội trú là chương trình sau đại học. Với các bạn mà muốn học chương trình về tâm lý thì đối với tâm lý có hai hướng ngành, mà ở nước ngoài thì người ta gọi là psychologist, tức là tâm lý, nhà tâm lý học, và psychiatrist có nghĩa là bác sĩ tâm lý. Thì cụ thể là em đang muốn hỏi về tâm lý học hay là bác sĩ tâm lý. Nếu học bác sĩ tâm lý thì bạn sẽ học 6 năm bác sĩ đa khoa, sau đó 3 năm bác sĩ nội trú, về chương trình về về chương trình đào tạo bác sĩ tâm lý thì bạn có thể đi theo hướng là psychiatrist. Thế còn nếu mà đi theo hướng tâm lý học thì có hai phương thức để bạn có thể học học cử nhân tâm lý học 4 năm. Thì ở các cái trường đào tạo về cử nhân tâm lý học xong thì các bạn có thể làm ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng không có nghĩa rằng là người cử nhân tâm lý đấy thì sẽ làm ở trong lĩnh vực y khoa. Và hướng thứ hai thì các bạn có thể là học đăng ký học chương trình cử nhân điều dưỡng, sau đó bạn có thể đi theo hướng specialist về psychology, thì đấy cũng là một định hướng để cho các bạn có thể theo đuổi. Dạ em xin cảm ơn cô. Em xin hỏi một câu hỏi nữa, đó là đối với những bạn học sinh trường không chuyên thì có cơ hội đậu vào VinUni không ạ? Em xin hỏi chị Nguyễn Hoài ạ. Nguyễn Hoài ạ. Tất nhiên là có rồi, như trong thống kê của chị ở trong cái slide trước thì cũng có khoảng 14% sinh viên VinUni là đến từ các khối trường công. Thì thành ra là cái việc đó nó hoàn toàn là phụ thuộc vào cái khả năng của em, chứ cũng không hẳn là
là em phải có được là profile từ trường này hay trường kia. Thì chúng tôi coi rằng là tất cả các bạn khi mà để apply đến VNV thì cũng sẽ xem hết tất cả mọi thông tin và rất là nhiều những cái hoạt động mà các bạn đã triển khai nữa, nên là các bạn cứ mạnh dạn apply nhé. Dạ, em xin phép cảm ơn chị. Một câu hỏi nữa về có một câu hỏi về viện quản trị kinh doanh, đó là nếu học ngành quản trị kinh doanh thì bọn em có phải học nặng về toán và toán bằng tiếng Anh không ạ? Đặc biệt là đối với những bạn học sinh chưa học toán bằng tiếng Anh bao giờ ạ? Thì mình xin phép trả lời câu hỏi này. Mình là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh tại VinUni, và trong học kỳ vừa qua thì mình có học toán bằng tiếng Anh. Nó cũng không hẳn là toán mà mình đang học xác suất thống kê. Và thực ra mình không chắc khái niệm nặng về toán của bạn có giống khái niệm nặng về toán của mình hay không. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy toán ở VinUni, hoặc là ít nhất là đối với viện mình thì không phải quá nặng, cho đến hiện tại thì không phải quá nặng. Mình cũng là một người học 12 năm tại trường công, mình chưa bao giờ học toán bằng tiếng Anh cả. Nhưng mà khi mà vào VinUni rồi thì cái việc chuyển tiếp từ việc học toán bằng tiếng Việt sang toán bằng tiếng Anh của mình nó không phải quá khó khăn. Mình nghĩ cái quan trọng nhất là bạn bạn có ý thức tự giác học tập thêm. Tất nhiên là việc học toán bằng tiếng Anh đối với những bạn đã có nền toán bằng tiếng Anh từ trước như là học các trường quốc tế sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà mình tin là nếu mà bạn thật sự có ý thức học tập thì cái việc chuyển tiếp từ toán từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác nó không phải là một vấn đề quá lớn. Và em xin phép được tiếp tục hỏi chị Nguyễn Hoài Anh là vòng phỏng vấn của VinUni được diễn ra online hay trực tiếp gặp mặt ạ? Và nếu em hiện tại đang học tập ở nước ngoài thì phỏng vấn sẽ như thế nào ạ? Phỏng vấn của VinUni sẽ được tổ chức online, thành ra là em có đang học tập ở nước ngoài hoặc là như thế nào thì cũng có thể tham gia được. Tại vì là VinUni thực tế, ví dụ như năm ngoái là nhận được khoảng 300 hồ sơ từ các sinh viên quốc tế đến từ 71 quốc gia. Hay là đối với cả các bạn ở Việt Nam thì các bạn cũng đến từ rất là nhiều các tỉnh thành khác nhau. Vì vậy nên chúng tôi tổ chức cái phỏng vấn online để chúng tôi có thể linh hoạt trong việc là tạo điều kiện cho các bạn tham gia phỏng vấn được tốt nhất. Tôi em cảm thấy nhiều câu hỏi liên quan đến chương trình 3 cộng 2 và 4 cộng 1 thì phải. Thì tôi cũng xin được giải đáp thêm là các bạn có hỏi là thì có phải nộp thêm học phí khi tham gia chương trình này không? Thì là nếu mà bạn tham gia chương trình này thì đối với phần học phí tại VinUni thì bạn sẽ vẫn nộp như theo chính sách học phí của VinUni. Còn đối với cả phần học phí tại trường đại học đối tác với chương trình học thạc sĩ, cái khoảng thời gian mà học thạc sĩ thì các bạn sẽ nộp theo cái chính sách học phí của trường đại học đối tác. Thế còn cái thời gian ngoài cái đấy ra thì có bạn đang hỏi về việc là trao đổi sinh viên tại nước ngoài thì kéo dài trong bao lâu, thì thông thường thì các bạn sẽ có thể có cơ hội học trao đổi tại nước ngoài thường là vào học năm thứ ba đại học. Vì chúng tôi cũng đã tính toán rất là kỹ điều này, vì cái đến khi năm thứ ba thì các bạn đã học xong những cái nền tảng cơ bản tại VinUni rồi và cũng có bắt đầu bước vào những cái môn về chuyên ngành, thì đấy sẽ là cái khi mà các bạn trao đổi như vậy với các exchange từ các trường nước ngoài thì cái khả năng mà được lựa chọn những cái môn chuyên ngành hay cho các bạn thích thì nó sẽ nhiều hơn, nên là thường các bạn sẽ đi học trao đổi vào năm thứ ba và có thể học thông thường là sẽ một kỳ một semester, cũng có thể có trường hợp một năm nhưng mà chắc là sẽ một học kỳ thì sẽ nhiều hơn. Dạ em cảm ơn chị. Em xin phép hỏi thầy hiểu được không ạ? Là nếu như học ngành khoa học máy tính tại VinUni thì sau khi tốt nghiệp muốn làm việc tại VinGroup thì VinGroup có cam kết tuyển dụng không ạ? Xin trả lời câu hỏi của em như sau. Ở VinGroup sẽ không cam kết tuyển dụng em. Tuy nhiên là nếu như em thực sự đã đủ năng lực đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng cũng như là các cái của các cái P&L trong VinGroup thì VinGroup sẵn sàng nhận em và em có thể cống hiến cho tập đoàn. Mình sẽ bổ sung một chút là các bạn có lợi thế về việc là các bạn có cơ hội làm internship ở các P&L của VinGroup. Đấy là một trong những cái lợi thế của sinh viên VinUni. Các bạn được làm việc trực tiếp trong quá trình internship với các experts từ các cái công ty đó.
nên là các bạn cũng có thể nắm được là cái requirements cũng như là cái tính chất công việc của các PNLs của Vingroup như thế nào, và các bạn có thể chuẩn bị tốt hơn trong quá trình học tập và làm việc tại Vin University. Thì đó là một cái lợi thế khá là tốt đối với các bạn sinh viên đang theo học ngành khoa máy tính hoặc là của viện kỹ thuật máy tính chẳng hạn. Thì đấy là mình cái bổ sung của mình cho câu trả lời của Hiệu. Cảm ơn thầy Dũng. Ngoài ra thì có thể khẳng định rằng nếu như mà em đủ sau khi mà em đã hoàn thiện toàn bộ những cái chương trình của chương trình khoa học máy tính của tại Vinoni thì tôi tin chắc rằng em hoàn toàn đủ năng lực không những làm việc cho các cái công ty công nghệ trong tập đoàn Vingroup mà hoàn toàn có thể làm việc cho bất cứ công ty công nghệ nào tại Việt Nam cũng như là các cái tập đoàn công nghệ trên thế giới. Thực ra thì chúng tôi cũng bổ sung thêm đấy là chúng tôi không đặt vấn đề rằng là phải đảm bảo việc làm cho các bạn, ví dụ phải cam kết như thế này thế kia, bởi vì chúng tôi còn thậm chí là đặt mục tiêu tham vọng hơn, đấy là chỉ ngay bản thân kể cả những PNL trong thuộc tập đoàn Vingroup cũng sẽ phải cạnh tranh với cả các công ty lớn ở bên ngoài khác để có được sinh viên Vingroup làm việc sau này nữa cơ. Bởi vì thực ra thì cái quy mô tuyển sinh cũng như đào tạo của Vini thì sẽ không nhiều và rất là tinh hoa, và chúng tôi dành rất là nhiều những cái nguồn lực để đầu tư cho các bạn và tạo điều kiện cho các bạn được học tập và được làm việc và được thực tập tại các cái doanh nghiệp hàng đầu ngay từ năm thứ nhất đại học. Thế nên ra là khi mà sau 4 năm học tại Vini thì các bạn cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi, và như vậy thì thậm chí chúng tôi còn nói với nhau rằng là các PNL trong Vingroup còn phải cạnh tranh với bên ngoài để có sinh viên Vini làm việc nữa cơ. Thế thành ra là tôi nghĩ là cái điều đấy thì sẽ không có quá đáng lo ngại. Chỉ có hiện tại có một chương trình mà chúng tôi bậc cử nhân mà chúng tôi đang cam kết việc làm, đấy là chương trình cử nhân điều dưỡng. Tại vì thực ra thì cái phần về việc làm liên quan đến cái ngành khoa học sức khỏe thì nó cũng có hơi có điểm đặc thù. Thành ra là vì vậy chúng tôi cũng muốn tạo một cái điểm yên tâm cho tất cả các bạn đang học ngành khoa học sức khỏe. Như là phần về cái chương trình cử nhân điều dưỡng, chúng tôi sẽ có cái cam kết đảm bảo việc làm tại hệ thống y tế Vinmec. Thế còn đối với các ngành khác thì các bạn có thể rất là yên tâm, tự tin thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội khác. Dạ, em xin cảm ơn thầy Dũng, thầy Hiệu và chị Hoài Anh. Có một câu hỏi đó là em xin phép được nghe chia sẻ thêm của các thầy cô và chị về đời sống sinh viên như câu lạc bộ chương trình Work Study được không ạ? Câu hỏi này khá là rộng nên là để nếu mà các bạn muốn nghe chia sẻ cụ thể hơn, mình mong là các bạn có thể hỏi cụ thể hơn một tí, bởi vì ở đây mình bản thân mình là một người có tham gia vào chương trình Work Study cũng như là có tham gia khá nhiều câu lạc bộ tại trường, mình có thể có nhiều chia sẻ để chia sẻ cùng các bạn, nhưng mà câu hỏi rộng quá thì có lẽ thời gian không cho phép. Một câu hỏi khác em xin phép hỏi cô Huyền là đối với ngành y khoa thì trường có đào tạo nội trú không ạ? Và có cần thi vào chương trình này không ạ? Đối với ngành y khoa ấy, thì hiện tại là như thế này. Đối với các nước khác thì ngành y khoa được xác định là chương trình sau đại học, có nghĩa là để học được y khoa thì các bạn sẽ cần phải học một chương trình gọi là cử nhân y sinh học. Trên nền tảng là học ví dụ học biology, học nursing hoặc là học các cái ngành về hóa sinh chẳng hạn. Sau khi bạn học cái chương trình cử nhân đại học thì các bạn y sinh đó thì các bạn sẽ thi vào chương trình học 4 năm gọi là chương trình bác sĩ y khoa, medical doctor. Và tuy nhiên là học xong 4 năm thì bạn chưa được thực hành ngay mà bạn sẽ phải học một chương trình gọi là bác sĩ nội trú, residency. Sau khi học residency xong rồi thì mới bắt đầu thi các cái chứng chỉ để bắt đầu được thực hành nghề một cách độc lập. Hiện tại thì tại Việt Nam tới thời điểm hiện tại bác sĩ đa khoa thì vẫn là chương trình đào tạo cử nhân đại học. Và sau khi học đại học xong, sau 18 tháng thực hành các bạn có thể thi chứng chỉ hành nghề để hành nghề tại Việt Nam. Thế còn với chương trình bác sĩ nội trú thì hiện tại là Bộ Y tế và Bộ Giáo dục đã soạn thảo văn bản và văn bản cái cập nhật này thì sẽ sớm được đi vào thi hành trong khoảng 1 đến 2 năm nữa, là sau khi học xong 6 năm
bác sĩ đa khoa thì sẽ phải học 3 đến 4 năm bác sĩ nội trú rồi mới thi chứng chỉ hành nghề và được hành nghề một cách độc lập. Do đó là để học bác sĩ nội trú thì sẽ gần như là bắt buộc để các bạn có thể thực hành và làm việc được. Dạ, em xin cảm ơn cô Huyền. Em xin phép được hỏi chị Nguyễn Hoài Anh là hồ sơ apply vào VinUni có yêu cầu bài thi chuẩn hóa nào không ạ? Hồ sơ apply vào VinUni thì ví dụ các cái điểm thi chuẩn hóa nếu như mà em có thì em có thể nộp vào hồ sơ của mình, và nếu mà điểm cao thì em sẽ có điểm cộng, ví dụ như là em có SAT này hay là em có ACT này thì em có thể nộp vào cái đấy, còn cái đấy không phải là cái yêu cầu bắt buộc. Có nghĩa là nếu như em không có SAT hoặc thậm chí em không có AL không phải là cái điểm gì có bất lợi cho em cả. Nếu như mà em chưa có AL chẳng hạn, ví dụ yêu cầu đầu vào của VinUni là 6.5 IELTS và không có bench nào dưới 6. Nhưng nếu như em chưa có IELTS thì em nếu mà đã qua phỏng vấn của VinUni thì em có thể có một cái kỳ thi riêng của tổ chức của VinUni, và nếu mà em pass qua cái kỳ thi tiếng Anh đó thì em cũng sẽ không cần phải nộp điểm IELTS nữa. Cho nên là cái câu trả lời là không bắt buộc. Nhưng nếu như em có và điểm cao thì nó sẽ là một cái điểm rất là tốt và lợi thế cho em trong tuyển sinh, tại vì nó cũng là một cái bằng chứng chứng minh được cái năng lực học tập của em. Dạ, em cũng nghĩ là các bạn học sinh nào mà vì một lý do nào đó không có khả năng thi các kỳ thi chuẩn hóa như IELTS hoặc là SAT, các bạn cũng đừng quá lo lắng hoặc là stress về những vấn đề này. Bởi vì bản thân em đã gặp rất là nhiều bạn ở VinUni, rất là nhiều bạn trong số đó đạt được học bổng cao nhưng các bạn lại không có SAT, thậm chí là không có cả IELTS nữa. Nên là như chị Hoài Anh đã nói, có thành tích thêm thì là một điểm cộng, nhưng mà không có IELTS hoặc là SAT không đồng nghĩa với việc là mình bất lợi so với những bạn khác. Em xin phép hỏi về các kỳ thực tập của sinh viên VinUni ạ. Thầy Hiệu có thể chia sẻ các bạn nhiều hơn về kế hoạch kỳ thực tập của sinh viên VinUni tại Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính không ạ? Các kỳ thực tập này được thực hiện vào những khoảng thời gian nào và mỗi kỳ thực tập diễn ra trong bao lâu ạ? Theo cái thông tin mà mình nắm được thì tại Viện Khoa học Kỹ thuật và Khoa học Máy tính thì các cái kỳ thực tập của sinh viên nó diễn ra rất là sớm. Ngay từ năm thứ 2 thì chúng tôi đã cố gắng gửi các cái sinh viên của mình tới các cái doanh nghiệp để sinh viên có thể thực sự tham gia vào các cái quá trình hoạt động của các cái doanh nghiệp công nghệ và học hỏi những cái kỹ năng từ đó. Và chẳng hạn như là tới năm thứ 2, kỳ thứ 2 của năm thứ 2 thì các bạn sinh viên hoàn toàn có thể thực tập trong vòng từ 3 tháng cho tới 6 tháng tùy thuộc vào cách các bạn sắp xếp thời gian, chẳng hạn như là 3 tháng cuối của kỳ thứ 2, năm thứ 2 kết hợp với cả 3 cái tháng hè để có đầy đủ 6 tháng, dành 6 tháng thực tập tại doanh nghiệp. Và các năm tiếp theo thì cũng vậy, các năm tiếp theo thì cũng có các cái chương trình tương tự, và đặc biệt là viện thì đã có nên kế hoạch rất sớm làm việc với cả các cái đối tác công nghệ của chúng tôi, ký kết các cái hợp tác để lựa chọn sinh viên. Và tất nhiên là cái quá trình lựa chọn thì cũng sẽ là một quá trình cạnh tranh, tức là các em sẽ nộp hồ sơ để xem các em thực sự có phù hợp với các cái chương trình thực tập này không. Thầy Dũng có thể bổ sung thêm về một số thông tin thêm về các cái chương trình thực tập. Thì mình có thể bổ sung thêm là có một cái internship là bắt buộc đối với các bạn sinh viên của Viện Kỹ thuật Máy tính sẽ được diễn ra vào năm thứ 3, kỳ học kỳ 2 năm thứ 3, thì cái đó là required internship, và chúng tôi đang làm việc với các partners industry companies để có thể define ra cái đầu ra của cái chương trình internship đó cho các bạn sinh viên, và các bạn phải thỏa mãn được cái điều kiện đầu ra đó để có thể coi là hoàn thành được cái internship đó. Tuy nhiên thì các bạn hoàn toàn có thể có những cái chương trình internship mà các bạn có thể tự apply và thông qua sự giới thiệu của các faculties, các professor của Viện Khoa học Kỹ thuật Máy tính. Cũng như là thầy Hiệu vừa chia sẻ là cũng có những cái suất internship nó khá là prestigious thì cũng phải thông qua một quá trình chọn lọc và lựa chọn của viện để giới thiệu các bạn đi internship overseas hoặc là tại các cái doanh nghiệp công nghệ lớn chẳng hạn.
Nhà em Thông sinh thường thì cái thực tập của VinUni nó sẽ có hai cái dạng, một là dạng thực tập về 5 in 5 internship và hai là thực tập về summer internship, là thực tập dài hơn. Thì cái 5 in 5 internship thì các bạn sẽ có 5 ngày 5 5 tuần liên tiếp làm thực tập tại các doanh nghiệp và đi qua rất nhiều các phòng ban khác nhau. Mỗi một tuần là sẽ có một ngày các bạn thực tập tại một cái phòng ban khác nhau của doanh nghiệp. Và sau cái fine internship đấy thì chúng tôi kỳ vọng là các bạn sẽ hiểu được cái cấu trúc làm việc của công ty, và sau đấy các bạn sẽ có thể quyết định lựa chọn là mình có thực tập apply cái thực tập hè summer vài tháng tại cái công ty đấy không. Thì sau đấy thì dịp hè thì các bạn sẽ có một cái thực tập dài hơn vào kỳ summer internship. Và cái phần thực tập này thì có thể là nó sẽ có cái đặc thù khác nhau giữa các viện, nhưng mà về cơ bản thì chúng tôi luôn luôn cố gắng để tạo điều kiện các bạn được học đúng từ năm thứ nhất. Ok, chắc là có lẽ là mình sẽ move sang câu hỏi tiếp theo. Dạ em xin cảm ơn thầy thầy Hiệu, thầy Dũng và chị Hoài Anh. Em cũng được quen em cũng được biết một bạn học sinh sinh viên năm 2 đến từ Viện Kỹ thuật và Khoa học và khoa học máy tính. Thì năm vừa qua bạn cũng được một thầy trong trường giới thiệu để được thực tập tại Mỹ. Thì em chính vì vậy nên em nghĩ là các cơ hội thực tập tại VinUni rất là nhiều, không chỉ có những cái chương trình chính thức từ trường mà có thể thông qua sự giới thiệu của các thầy cô nữa. Em cũng xin muốn hỏi thêm đó là về về điều kiện kinh tế gia đình có phải là một yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển sinh của trường không ạ? Không ạ. Em xin phép hỏi chị Hoài Anh ạ. Chị chưa rõ cái câu hỏi này lắm, điều kiện kinh tế gia đình có ảnh hưởng đến tuyển sinh hay không. Thì điều kiện kinh tế gia đình của em sẽ ảnh hưởng tới kết quả về financial aid mà em được nhận. Nếu như mà trong quá trình em ứng tuyển mà em sau khi đã đạt được các điều kiện tuyển sinh của VinUni và được chấp nhận là một sinh viên VinUni rồi, là được ứng tuyển vào VinUni và được accept rồi chẳng hạn, thì em có thể là được, nếu mà em được mời vào chương trình financial aid thì nhà trường sẽ xem xét cái hồ sơ tài chính của gia đình em và từ đó sẽ quyết định cái mức financial aid cấp cho em. Còn điều kiện hoàn cảnh tài chính thì chắc là nó sẽ quyết định cái phần financial aid chứ nó không quyết định là việc em có được trúng tuyển hay không. Mà có được trúng tuyển hay không thì sẽ phụ thuộc vào năng lực của em. Dạ em xin cảm ơn chị. Có một câu hỏi đó là em muốn hỏi thêm ấn tượng của chị Thắm về cách tổ chức chương trình học ở VinUni ạ. Thì thật ra là một sinh viên năm nhất thì mình chỉ vừa được trải nghiệm học tập tại VinUni trong gần một học kỳ vừa qua thôi. Có thể trải nghiệm của mình chưa chưa hoàn thiện, chưa toàn diện, nhưng mà mình có thể tự tin nói là chương trình học ở VinUni là một trong những chương trình học tốt nhất mà mình từng được biết đến. Bởi vì thật ra ban đầu khi mà mình đậu vào VinUni mình cũng khá là phân vân, bởi vì ngoài VinUni mình cũng được được nhận vào một số trường đại học khác với học bổng khá là hào phóng. Thế nhưng khi mà được học tại VinUni rồi thì mình mới nhận ra là đây là một sự lựa chọn đúng đắn của mình, bởi vì mình thông qua những khóa học vừa rồi mình được học, mình cảm thấy có hai phương thức mà VinUni đang thực hiện rất là tốt. Đầu tiên là mô hình active learning, tức là khi mà mình học thì luôn ở mô hình học chủ động, mình không thể nào, chắc chắn trong lớp bạn không thể nào học một cách thụ động như ở một số nơi khác được. Bạn sẽ các thầy cô sẽ luôn có những hoạt động khác nhau trong lớp để đảm bảo tính tương tác của học sinh. Và một cái mình một một điều mình rất là thích đó là mình không bao giờ cảm thấy buồn ngủ trong tất cả các lớp học tại VinUni, bởi vì là yêu cầu học tập tại những lớp học luôn yêu cầu mình phải luôn tập trung này và đóng góp vào trong lớp học. Có thể câu trả lời của mình hơi hơi khái quá, hơi chung chung, nhưng mà nếu mà có nhiều thời gian hơn có lẽ mình có thể chia sẻ nhiều hơn. Một cái khác nữa về chương trình học ở VinUni mà mình rất là thích đó là VinUni luôn hướng về cái việc là mình áp dụng kiến thức vào đời sống chứ không chỉ là học kiến thức một cách lý thuyết. Ví dụ có một khóa học mình rất là thích tại VinUni đó là lớp học lịch sử của mình. Thú thật là trong năm cấp 3, môn lịch sử là một trong những môn mà mình không thích nhất,
Thế nhưng mà khi mà học VinUni chưa đầy một vài tháng thì mình đã thì lịch sử đã trở thành môn thích nhất của mình, bởi vì là thầy thầy của mình là thầy Jason Pickard, thầy đã có những bài tập mà thầy đưa ra, những hoạt động mà thầy đưa ra rất là hay. Nó hay ở chỗ là nó luôn thách thức cái khả năng suy nghĩ của mình, nó luôn yêu cầu mình là phải áp dụng những kiến thức mình đã học từ môn lịch sử để vào một cái bối cảnh nào đó rất rất liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình. Thế nên là khi làm bài lịch sử cũng như là khi học lịch sử, mình luôn cảm thấy rất là hứng thú. Đó là hai ấn tượng lớn nhất mà mình thấy về cách tổ chức chương trình học tại VinUni. Còn một câu hỏi nữa cũng liên quan đến chương trình quản trị kinh doanh, đó là chương trình thực tập đối với sinh viên quản trị kinh doanh thì bản thân em chưa được có cơ hội tham gia chương trình thực tập, nên là em có thể hỏi chị Hoài Anh được không ạ? Chúng tôi sẽ có một cái video clip riêng về talk show của Viện Quản trị Kinh doanh về các cái cơ hội học tập và thực tập tại Viện Quản trị Kinh doanh. Thì có lẽ là sẽ xin mời bạn Linh có thể copy cái đường link của cái buổi talk show đó vào trong cái phần chat. Thì sau này các bạn có thể lưu cái link đến lại, để sau cái buổi hôm nay các bạn có thể vào xem cái thông tin chi tiết hơn về cái buổi talk show được chủ trì bởi cô Sunny Choi, là viện trưởng của Viện Kinh doanh Quản trị. Thì có lẽ là chúng ta sẽ có nhiều cái thông tin sâu hơn về cái chương trình này. Dạ, em xin cảm ơn chị Hoài Anh. Em xin đặt một câu hỏi nữa cho cô Huyền ạ. Là nếu như một bạn học sinh muốn học y thì bạn có thể học chương trình 3+2 được không ạ? Là sau khi kết thúc chương trình đó thì bạn đã được hành nghề chưa? Và bằng cấp chứng chỉ có giá trị ở những đâu ạ? Phần chương trình về 3+2 và 4+1 này thì sẽ áp dụng được cho các bạn học về cử nhân điều dưỡng, tại vì chương trình cử nhân điều dưỡng của VinUni là chương trình 4 năm, còn chương trình bác sĩ y khoa của VinUni là chương trình 6 năm học bác sĩ y khoa, và nó sẽ có lộ trình riêng, nên là cái chương trình 3+2 và 4+1 này là sẽ không áp dụng với chương trình của bác sĩ y khoa. Thế thành ra là nếu như mà bạn quan tâm đến khối ngành về khoa học sức khỏe và quan tâm đến cử nhân điều dưỡng thì bạn có thể học cái 3+2 hoặc 4+1 này và đối tác với cái chương trình này ở khối về cử nhân điều dưỡng, thì là trường đại học UPenn. UPenn thì cũng có thể coi là một trong những trường học số 1 hàng đầu của Mỹ về đào tạo về y, và đặc biệt là đối với cả chương trình về cử nhân điều dưỡng của UPenn thì là ranking số 1 toàn thế giới. Thành ra đấy cũng sẽ là một cái lợi thế rất là lớn cho các bạn nếu các bạn lựa chọn ngành cử nhân điều dưỡng và học theo cái chương trình 4+2 này, 4+1 và 3+2 này. Thế còn đối với các bác sĩ y khoa thì bạn sẽ phải đi theo một lộ trình khác. Thông thường là các bạn sẽ học 6 năm bác sĩ y khoa, sau đấy thì các bạn sẽ học tiếp khoảng tầm 4 năm về bác sĩ nội trú nữa. Thì các bạn mới có thể là ra để làm bác sĩ tại các bệnh viện được. Thì nó sẽ là một lộ trình khác. Dạ, em xin cảm ơn chị. Cũng thêm một câu hỏi nữa cho ngành y khoa của trường, đó là chương trình y khoa của trường có giống như chương trình học tại Đại học Y trong nước không ạ? Em xin phép hỏi cô Huyền ạ. Cô Huyền ở chương trình cử nhân điều dưỡng nhưng mà có vẻ nhiều câu hỏi về chương trình bác sĩ y khoa quá. Đối với chương trình bác sĩ y khoa và chương trình cử nhân điều dưỡng đang thực hiện tại trường Đại học VinUni thì chương trình được nhập khẩu và đồng phát triển với trường Đại học UPenn. Do đó là các cái chương trình đào tạo và nội dung đào tạo không hoàn toàn giống so với chương trình của các trường đại học khác tại Việt Nam. Thì tuy nhiên thì các cái môn liên quan đến giáo dục đại cương thì sẽ có một số các cái môn mà các bạn sẽ cần phải học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nói chung là giống và khác. Giống là bởi vì tất cả đều là nằm trong khối ngành đào tạo y được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng mà về mặt chương trình thì chúng ta sẽ rất là khác rồi. Tại vì chương trình này vừa đào tạo y của VinUni thì được đồng thiết kế và xác thực bởi trường đại học UPenn, thế nên ra là nó sẽ theo cái hướng quốc tế rất là nhiều, và các bạn cũng sẽ học bằng tiếng Anh nữa.
Thế nên là các cái phần đấy nó sẽ, tất nhiên là nó sẽ rất là khác. Và tôi cũng xin chia sẻ thêm thì đấy cũng là một cái lý do là chương trình của Vinuni, ngành bác sĩ y khoa, cũng đang là một trong những chương trình rất là hot và nhận được sự quan tâm rất là nhiều của các bạn sinh viên, học sinh, đặc biệt là các bạn, thậm chí là có những bạn mà đã học đại học hoặc là học xong đại học ở nước ngoài rồi cũng apply lại với Vinuni với chương trình bác sĩ y khoa. Dạ, em xin cô cũng xin bổ sung, cô cũng xin bổ sung thêm một chút nữa là hiện tại thì chương trình bác sĩ đa khoa và chương trình cử nhân điều dưỡng của Vinuni thì đang làm việc với các tổ chức kiểm định quốc tế và sẽ sớm hoàn thành cái việc kiểm định của quốc tế cho các cái chương trình đào tạo. Do đó là các bạn, khi các bạn tốt nghiệp chương trình đào tạo bác sĩ y khoa và cử nhân điều dưỡng của Vinuni, sau khi tốt nghiệp xong thì các bạn hoàn toàn có thể eligible để đăng ký thi các cái chứng chỉ và các cái chương trình, các chứng chỉ, đúng không? Các chứng chỉ quốc tế ở các nước khác nhau. Em xin cảm ơn cô Huỳnh và chị Hoài Anh. Em cũng xin hỏi thầy Dũng và thầy Hiệu, đó là các đối tác trong chương trình, các đối tác trong các chương trình hợp tác với ngành khoa học máy tính hiện nay là bao gồm những đáp nào ạ? Chắc mình sẽ chia sẻ trước thầy Dũng một chút. Theo mình hiểu, đối tác đây có rất nhiều cách hiểu đối tác trong cái hợp tác trong cái chương trình giảng dạy. Đối tác trở về các bạn đang hỏi về chương trình 3+2 và 4+1 đúng không em? Em nghĩ là sẽ có nhiều nhiều khía cạnh chị Hoài. Một là chương trình giảng dạy thực tập, hai là các cái chương trình thực tập doanh nghiệp, nội dung giảng dạy vân vân, thì không biết là cụ thể là bạn hỏi. Nếu mà em đang hỏi về đối tác 3+2, 4+1 của chương trình, nếu mà em đang hỏi, nếu như nếu mà bạn đang hỏi về chương trình đối tác của chương trình 3+2 và 4+1 của Viện Kỹ thuật Khoa học Máy tính á, thì hiện tại thì bây giờ Vinuni đăng ký thỏa thuận hợp tác với một số trường để triển khai cái này, thì sẽ có đối với cả ngành về kỹ thuật khoa học máy tính thì các bạn sẽ có thể có lựa chọn tại một là trường đại học Cornell, cũng là một trường đại học rất là nổi tiếng của Mỹ về ngành về kỹ thuật khoa học máy tính, hai là trường Illinois, ba là trường San Diego, bốn là trường Technology of Sydney. Thì đấy là một số trường mà đã có ký kết thỏa thuận hợp tác với Vinuni để triển khai chương trình 3+2 và 4+1. Đối với đối tác cho khối ngành về quản trị kinh doanh thì hiện tại chúng tôi đã ký với cả trường đại học Cornell. Còn một số những cái đối tác khác thì chúng tôi cũng đang làm việc với một số trường ở bên Singapore nữa, thì chúng tôi sẽ sớm công bố tiếp theo trong thời gian tới. Dạ, em xin cảm ơn thầy Hiệu và chị Nguyễn Hoài Anh. Em xin được phép hỏi chị Nguyễn Hoài Anh là trường Vinuni có chương trình hỗ trợ cho vay tài chính để học và sẽ trả lại sau khi ra trường không ạ? Hiện tại thì Vinuni có hỗ trợ các bạn làm việc với cả một số các cái ngân hàng. Hiện tại chúng tôi đang ký kết hợp tác, không phải là hợp tác mà là với ngân hàng BIDV, thì chúng tôi sẽ kết nối các bạn với cả BIDV để các bạn sẽ có thể có những cái chương trình gói vay để theo học đại học ưu đãi từ BIDV. Nghĩa là Vinuni không phải là đơn vị sẽ cho sinh viên vay, mà là ngân hàng sẽ cho sinh viên vay. Còn hiện tại đối với Vinuni thì chúng tôi sẽ có chương trình financial aid, là không cần hoàn lại, và chương trình về học bổng. Thế còn đối với vay ngân hàng thì bạn bù đắp lại tiếp cái phần còn thiếu của bạn. Ví dụ như các bạn được học bổng 90% chẳng hạn, thì 10% còn lại các bạn muốn vay để sau này đi ra trường các bạn trả lại sau, thì các bạn có thể vay ngân hàng. Chúng tôi sẽ kết nối với bạn để có cái chương trình ưu đãi dành cho sinh viên với ngân hàng BIDV. Dạ, em xin cảm ơn chị Nguyễn Hoài Anh. Và có lẽ bây giờ cũng dạ vâng, có thêm câu hỏi nữa, đó là nếu như tôi tham gia chương trình học liên kết giữa Vinuni và University of Technology of Sydney thì có thể nhận bằng của Vinuni hay của Trường Đại học Công nghệ Sydney? Tôi xin cảm ơn. Như tôi cũng đã chia sẻ ở các cái phần trình bày trước, là với nếu như chương trình theo học chương trình tích hợp cử nhân và thạc sĩ của Vinuni với trường đối tác
thì sau 5 năm các bạn sẽ được cấp bằng đại học, được cấp bởi VinUni, còn bằng thạc sĩ thì sẽ được cấp bởi trường đại học đối tác. Dạ, em xin cảm ơn chị Nguyễn Hoài Anh ạ. Em xin được hỏi thầy Lê Duy Dũng là chương trình khoa học máy tính được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh đúng không ạ? Và giảng viên nước ngoài là bao nhiêu phần trăm ạ? Tất cả các khóa học của Viện Kỹ thuật và Máy tính thì đều sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức. Tất cả các hoạt động đều sử dụng tiếng Anh hết. Tỷ lệ giảng viên người nước ngoài thì nguyên ngành CS thì hình như là chính xác bây giờ thì số lượng giảng viên ngành Computer Science thì nhiều hơn số lượng giảng viên ở Việt Nam rồi. Là các bạn có thể lên website của VinUni nhé. Hiện tại thì chúng tôi có công bố toàn bộ tất cả giảng viên của VinUni ở trên website. Thành ra là khi các bạn vào đó thì các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn danh sách giảng viên các giáo sư đang làm việc tại VinUni. Các bạn có thể click vào từng người để xem chi tiết hơn về profile của từng người và những cái đề án nghiên cứu mà các thầy đang theo đuổi, hoặc là thường là các thầy đang theo đuổi những cái đề án nghiên cứu về cái gì. Tất cả những cái thông tin đấy chúng tôi đều rất là công khai ở trên website của trường, cho nên là cái phần này thì các bạn hoàn toàn có thể lên website để xem thêm thông tin nhé. Dạ, em xin cảm ơn chị Nguyễn Hoài Anh. Và có lẽ là câu trả lời của chị Nguyễn Hoài Anh cũng đã khép lại phần hỏi đáp của webinar của hội thảo ngày hôm nay. Em xin cảm ơn chị Nguyễn Hoài Anh, thầy Lê Duy Dũng, thầy Hiệu và cô Huyền đã tham gia trả lời các câu hỏi rất là nhiệt tình. Em cũng xin cảm ơn các quý vị phụ huynh và cũng như các bạn học sinh đã quan tâm đến VinUni và đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu thêm về VinUni. Bởi vì thời gian buổi hội thảo có giới hạn, thế nhưng em thấy các bạn học sinh và các quý vị phụ huynh cũng có nhiều câu hỏi, nên nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin về VinUni cũng như là quá trình tuyển sinh, mọi người có thể để lại thông tin liên lạc để Summit và VinUni có thể trực tiếp liên lạc tư vấn, hoặc là mọi người có thể liên lạc trực tiếp với Summit hoặc VinUni qua tổng đài tuyển sinh của VinUni là 1800 8189 hoặc hòm thư admission@vinuni.edu.vn để được giải đáp một cách nhanh nhất ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn mọi người đã tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay và chúc chúng ta kết thúc ấy, thì cũng còn cho tôi xin phép được nói nữa là xin mời bạn Linh ở phòng tuyển sinh, bạn có thể copy vào ô cửa sổ chat cái đường link tham gia các cái group do chính sinh viên VinUni thành lập để hỗ trợ các bạn ứng viên trong quá trình các bạn ứng tuyển vào VinUni. Thì chúng tôi có để các bạn sinh viên tự thành lập những cái group này và tư vấn, trả lời, giải đáp thêm thắc mắc cho các bạn ứng viên trong quá trình nộp hồ sơ cũng như là tìm hiểu thông tin của VinUni. Tại vì chúng tôi hiểu rằng là nếu như mà các bạn có thêm được thông tin từ thực tế từ các bạn sinh viên đang học tại VinUni thì các bạn sẽ có được nhiều những cái insight tốt hơn trong quá trình các bạn chuẩn bị hồ sơ cũng như là học tập. Thế thì chúng tôi cũng có những cái group khác nhau dành cho các viện khác nhau, nên nếu bạn quan tâm tới viện nào thì có thể là click vào đây để join những cái group này. Thế còn ngoài ra thì Linh cũng có thể add thêm một cái đường link để cho các bạn có thể đăng ký thông tin sau này nếu như mà chúng tôi có những cái chương trình ví dụ như sắp tới, nhưng mà tôi hy vọng rằng là khi hết dịch thì chúng ta sẽ có thể tổ chức được những cái buổi coffee talk và chúng tôi mời phụ huynh và các bạn học sinh tới tham quan VinUni Campus Tour với trường, giao lưu với cả các giáo sư cũng như là sinh viên VinUni và tham gia một số các hoạt động trải nghiệm với viện. Thì chúng tôi có thể mời những ứng viên và phụ huynh quan tâm. Thì lát nữa Linh có thể copy thêm cái đường link đăng ký đó để mọi người có thể đăng ký. Trong lúc mà chờ mọi người đăng ký vào các cái group này thì tôi cũng xin trả lời thêm khoảng tầm 1-2 câu hỏi nữa mà tôi nhìn thấy. Thì ví dụ như là có bạn Hằng hỏi là trường có dự định mở thêm các ngành khác không? Thì hiện tại thì chúng tôi đang chưa có dự định mở thêm các ngành khác. Thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất là kỹ, thì đây là những cái ngành mà VinUni đang đào tạo thì cũng là những cái ngành mà đang rất là cần nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Thì ra là trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung hết sức vào những cái ngành mà chúng tôi đang có.
tôi cũng chưa có thông tin là sẽ mở thêm ngành mới. Số lượng học bổng của VinUni thì chúng tôi thường là sẽ không công bố chính xác là chúng tôi hàng năm công có bao nhiêu suất học bổng, nhưng tôi cũng có thể tự tin chia sẻ với mọi người rằng là cái nguồn học bổng và hỗ trợ tài chính của VinUni thì rất là hào phóng. Và nếu như các bạn quan tâm thì có thể lên fanpage của VinUni và tìm cái album gương mặt học bổng, thì các bạn sẽ nhìn thấy là đã có bao nhiêu gương mặt mà chúng tôi đã vinh danh trong cái năm học vừa qua. Và khi mà chúng tôi kết thúc kỳ tuyển sinh vào tháng 8 năm 2021 thì mọi người cũng có thể tham khảo những cái gương mặt mà chúng tôi đã trao bổng. Hiện tại thì chúng tôi vừa mới kết thúc kỳ tuyển sinh sớm và chúng tôi dự kiến là sẽ mở tiếp kỳ tuyển sinh tiếp theo là kỳ regular vào tháng 3 năm 2022. Thế cho nên là với những bạn học lớp 12 thì các bạn hoàn toàn có thể là chuẩn bị ngay từ bây giờ để có thể sẵn sàng cho cái việc apply và kỳ tuyển sinh regular của mình 3 năm 2022 nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Nguyễn Hoài Anh ạ. Theo em thấy thì cả ba group của các viện, các bạn ứng viên, các viện đã được chị Linh từ phòng tuyển sinh nhắn vào trong phần group chat. Mọi người có thể mọi người có thể sử dụng đường link đó để tham gia group và được trực tiếp hỏi các bạn học sinh đến từ VinUni ạ. Vâng, và em xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian vào một buổi chiều thứ bảy để tham gia hội thảo ngày hôm nay. Em xin chúc mọi người có một buổi chiều và một buổi tối thứ bảy thật là an lành và hạnh phúc. Chúc mọi người luôn an toàn trong mùa dịch. Em xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người cuối tuần nhiều niềm vui. Xin chào các quý phụ huynh. Vâng, sẽ có thể hẹn mọi người có một dịp sớm nhất là có thể đón các bậc phụ huynh và các bạn học sinh tới thăm VinUni.